Không biết. Trời, trong cá ổn dính luôn. Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Ôi, xin chào cả nhà. Nãy giờ sang với Khương sáng xong rồi, giờ quay lại cái dự án để bàn. Đây là lavender. Lavender. Đó, một cảnh khá là đẹp. Nguyên dự án này lớn luôn, cái sân khấu nằm ở dưới chỗ cái bờ hồ. Nhưng mà đang làm cái dự án. Cả nhà thấy quang cảnh toàn cảnh đây rất là đẹp. À. Quá trời luôn. Đẹp lắm luôn đó cả nhà. Thì xuống dưới đây thì cả nhà bây giờ là chưa hình thành, lớn lắm. Đó, ở đây giờ mình ra ngoài kia. Ở đây thì mình giờ mình ra ngoài thì cảnh quan rất là đẹp. Đó, từ trên này xuống thì dự án là nữa là mấy sân khấu tuốt ngoài kia. Đó, đường nó ra sân khấu ở giữa bờ hồ luôn đó. Sân khấu lớn nằm ngoài đó, rồi một bên nó sân khấu kia nữa, rồi xung quanh có những cái căn biệt thự ở nghỉ dưỡng. Thì, cho nên đây là đang làm cầu 2 năm nữa mới hoàn chỉnh. Mình có đầy đủ ở đây, cũng có cà phê, uống cà phê view rất là đẹp. Nay thì chuyến đi lần này thì sang hẹn họ đưa Khương ra ngoài này để bàn việc. Mọi ngày thấy sao? Mọi ngày thấy sao? Quá đẹp. Cái này bây giờ đang trong quá trình. Ở đây mà hoàn thiện là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Thật sự mà nó rất là tuyệt vời luôn, cái view này quá đẹp luôn. Vừa có sự kiện, vừa có đám, tổ chức đám cưới, vừa cà phê, vừa resort nghỉ ngơi, rồi vừa cả cánh đồng hoa, khu những rất là nhiều góc để mà mọi người chụp hình check-in. Thì nơi đây chắc chắn sau này sẽ là một cái khu thu hút khách du lịch. Ở đây cả nhà thấy không, đi xuống được bật bật. Ở đây mình đi mình có nhóm nhóm mình đi làm barbecue, nướng barbecue rồi đó, nó rất là đẹp, lý tưởng luôn. Cả nhà nhìn thẳng xuống dưới, xung quanh đây quang cảnh có mỗi một sàn vậy đó. Đó, đây lavender. Thì là ở đây là dạng mình có thể là mình thuê cái liều để mà mình ở lại. Ví dụ giờ một nhóm của mình là đi bao nhiêu người, thuê mỗi một cái liều. Thứ hai nữa, ở đây là cái vườn này nó vườn đèn đó, quá trời đèn luôn, bóng đèn luôn nè. Đó, tối lên đèn rất là đẹp luôn á, đèn nhóc luôn. Cái này cắm đèn lên là đẹp lắm luôn, quá tuyệt vời. Quá đã luôn. Thì mình đi tới đây mình có thể là thuê một cái liều để mà mình ngủ lại. Ở đây cho thuê một cái liều quá Khương. Ở đây ví dụ đi nguyên một đoàn cho thuê lại cái liều, nghỉ lại ngoài này. Thì cái đoàn này bây giờ nếu một đoàn mình đi là mình về vòng một dãy vậy đó, cấp cho một dãy. Đúng rồi, nó cầm pin, nó có nhà vệ sinh này là
nhà tắm là bên kia. Đây là mấy cái bóng này, bóng đèn lên điện hết. Có tối lên điện hết. Đó, nó có mấy khu nhà nhà tắm ở trên đó nó khơi. Nhà tắm rồi nhà bếp đồ này kia nọ có hết luôn á. Rất là đẹp. Tối lên đèn đẹp lắm luôn á. Hay. Lý tưởng hay cả nhà. Đi xuống như này cái. Đó. Thì mình ở một cái sàn vậy, nhìn nó đã rất là tuyệt vời. Không biết. Trời, chầm cá ổn dính luôn nha. Hàng ngon. Đây người ta. Rất là hay nha cả nhà. Còn nhiều lắm, rộng lắm. Ở đây tối qua phải lấy xe chạy. Chạy vòng vòng hết cái khu này á. Rất là to đùng luôn. Bây giờ đi. Đi tiếp thôi cả nhà. Mấy cái chai có đèn hết trỏng. Đó cả nhà thấy không? Hướng này mà dòm ra đẹp ngồi ngay chỗ cái cửa. Đó cả nhà. Wow. Quá trời đẹp luôn, bông giấy. Ui là chèn. Cái bông đẹp đẹp không. Đó, ngoài dòm vô hình trái tim. Trời ơi, nguyên cái view này, cả nhà đứng từ ở đây, cả nhà dòm xuống. Đó, cái view rất là đẹp luôn. Đó, mấy cái cây này. Thật sự ra nếu như mà bây giờ mình nhìn nó nguyên cái dãy nè. Đó. Cây cối nè cả nhà thấy không? Đó. Rất là đẹp luôn, cảnh quan ở đây. Nhìn là hấp dẫn luôn á. Đây đường xe chạy xuống tối qua sang chạy xuống bằng đường này. Giờ qua ra ngoài cái view kia. Và đây toàn cảnh luôn. Đây cái loại cây mà nó nhập về chứ phải ở Việt Nam. Nguyên cái vườn cây. Còn có sân khấu lớn ngoài kia nữa. Rất là đẹp luôn, cái view quá trời đã luôn đó, thật sự. Cái cỏ này là cỏ gì ta? Hoa lavender. Hoa lavender. À, hoa lavender. Cánh đồng lavender. Cánh đồng lavender. Cánh đồng lavender. Đó, đang ra hoa đây. À. Tím đó, hoa của nó. Nó cao không nữa, nó lên cao không? Gấp 3, gấp 4 lần. Cho nó trụng cũng ngang ngang qua đầu gối tí thôi, chứ à, nó không có cao mấy nữa gì. À, đúng rồi. Nó lên cỡ bằng cái cấp đó đó. Cao hơn cái cấp đó đó. À. Này. Những cái biểu tượng này là nó là biểu tượng của cái câu chuyện tình yêu của hoa lavender. Ừ. Mấy cái biểu tượng mới làm.
Sau nửa ngày để mà khảo sát làm việc ở nơi đây thì sang thấy nơi này nó cảnh quan rất là đẹp nha cả nhà, cảnh quan rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Thì cả nhà mình thấy sao? Và nơi này nếu mà mình đến đây mình đi du lịch, mình tham quan rồi được nghỉ dưỡng ở đây, có những cảnh quan đẹp, sử dụng dịch vụ mà nó hợp lý, thì thấy như thế nào cả nhà? Thật sự ngày hôm nay sang đến đây sang thấy nó rất là tuyệt vời. Đây là một cái dự án lớn chứ không phải là nhỏ. Thì ngày hôm nay coi như là sang chỉ đến đây để mà khảo sát thôi. Rồi mọi thứ nó còn nhiều cái nhiều khê lắm. Nhưng mà năm nay cái video này sang chủ yếu cũng là quay để cho mọi người thấy cái cảnh quan nơi này nó đẹp, cũng như là nó yên tĩnh, yên bình. Để sau này ví dụ sang cũng có dịp đi về đây, đưa gia đình về đây đi chơi tham quan, cũng như là quý vị khán giả tham quan nơi đây. Rồi đó. Rồi cho nên thì thử ra từ sáng giờ thấy cả nhà thấy tất cả toàn bộ cảnh xung quanh ở nơi đây. Thì đây được gọi là Lavenda ở Đà Lạt. Thì bây giờ nguyên cái khung cảnh này mọi thứ là đang trong quá trình mà triển khai, cũng như là đưa vào khai thác nó còn rất là lâu. Nhưng mà sơ như đây thôi là mình cũng thấy nó rất là đẹp, để mà mình đi check-in, đi du lịch rồi mình đến đây check-in những cái cảnh đẹp, vườn hoa đổ này kia nọ. Như cả nhà mình thấy nè, giờ sang đứng đây dòm xuống thôi. Đó, một trong những cái điểm nhấn nhỏ thôi, chưa có hoàn thiện hết mà thấy nó rất là ok nha cả nhà. Thì một lần nữa sang cũng rất là cảm ơn cả nhà đã xem video. Và nếu mà nơi này cảnh quan thấy nó như thế nào, cả nhà cho cái lời bình luận để dưới. Coi như là hôm nay sang đi đến đây review cái cảnh đẹp cho cả nhà xem nha. Rồi đây là cái quán cà phê mà được những cái không gian ăn uống đồ này kia nọ nữa, cũng như là barbecue, rồi kể cả luôn là thuê liều mình cắm trại ở lại. Đó, nó rất là hay. Rất là hay nha cả nhà. Thì bông đẹp quá trời bông. Này bông đào. Những xe này xe cổ không? Xe này tiền không luôn á. Rồi, sang rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Thì một lần nữa sang cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Bây giờ cho cả nhà xem lại toàn cảnh ha. Ở đây chữ Lavenda đây. Đó, cà phê. Đến đây uống cà phê, chụp hình lý tưởng. Giờ sang phải quay về Sài Gòn. Rồi tới sáng mai sang phải đi có mặt ở Cần Thơ. Đó, làm một việc nữa. Đây.